Hôm nay tôi lại có mặt ở đây để giới thiệu anh em một giải pháp công nghệ, ai nói đúng hơn là một giải pháp thu âm dành cho camera hành động SC2. Hi, xin chào quý vị và các bạn. Tiếp đến thì tôi sẽ trải nghiệm khả năng ghi âm của chiếc mic rời camera SC2 cho các bạn nghe. Thank you.